Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả anh em ơi. Và Diệt Khả xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và cũng như là một ngày mới vui vẻ anh em ơi. Và ngày lần hôm nay thì Khải cũng đã sau cái video hôm qua, Khải đã ra 5 mảnh con Định Khái, Phục Yêu, Đái. Thì nói chung là đây là Khải đang ép cái đai Định Khái của cái bang anh em. Và cái đai này thì đang sở hữu skin 9X, đó là dòng thứ hai. Mong sao mà cái Khải ép ra cái đai mà cái dòng thứ hai skin 3 cấp nha mọi người. Còn skin bên trên thì không quan tâm cho lắm. Nếu mà ra được 33 thì càng tốt anh em. Nói chung là cũng hên xui cả, nói chung là hên xui thôi. Bây giờ thì trước mắt thì mình cứ mong là cố gắng ra skin 9X 3 cấp. Rồi, bây giờ thì Khải sẽ đi ép nha nè. Sẽ đi ép cái mạnh cuối cùng. Và cũng như là đi đi ra đai luôn, ra đăng kim phái luôn. Rồi, bây giờ thì Khải sẽ đây chút nè mà. Rồi, đi ra phẩm thôi. Phần tường. Giờ hiện tại Khải đã đầy đủ rồi. Phẩm 7, phẩm 8, bí kíp rồi này nọ đầy đủ rồi. Giờ chỉ thiếu là hiền 1, phẩm 8, sinh lực và ẩn 1, phẩm 8, làm chậm. Đó. Cái hai cái này nữa là xong xấu mạnh, để đầu đi ra đai thôi. Lấy sinh lực này. Ấy lồng, đây sinh lực này. Ôi thiếu gì nữa, lâu gì nữa. Phúc duyên 1, 2. Mấy phần 8 này thì phải. Ủa, đây bị dính này. Dính rồi. Out game, dính rồi nè. Mình lỗi. Rồi, ok. Bị dính bên phủ duyên nè. Bị sao, nó dính. Rồi. Hai cái cuối cùng này phẩm 8 là ok nha nè. Lấy sinh lực này 157 này. Hình tinh này. Hiệu này 4 hiệu tinh. Bốn đại hai đại gì cũng được, mình bỏ thêm cho nó lên tỷ lệ thì nó cố gắng lên cho mình trong phòng 8. Tỷ lệ này còn 95 nè, vẫn có cái tỷ lệ xịt. Ôi, phòng 9 luôn này. Ảo tung chảo này mà, ngon. Phòng 9 luôn, vãi trưởng thiệt. Ra phòng 9 luôn mới ghê nha. Phòng 9 này, đến cục làm chậm nè. Làm chậm ẩn 1 nè. Hình tinh 1 nè. Cục ẩn nè. 4 thiệt tinh nè. Bốn đại nè. Cái này mà phẩm 9 nữa là ảo tung chảo luôn rồi nè. Chậm. Tám, ok. Xong, đi ra mảnh nha nè. Ra mảnh thì đủ rồi. Đứng này ra luôn, cần phải đi đâu. Mảnh cuối cùng cúng cùi. Cuối cùng cúng cùi. Phẩm 8, 9 nè. 8 nè. 7 nè, 8 nè, 15 nè, một cái bí kíp nè, nguồn tinh 1 nè, 13 gì cũng được, 1 nè, rồi, dọn kho, phố nè, mảnh 1 nè, 9 nè, 8 nè, 7 nè, 8 nè, bí kíp nè. Ngoài vào đó một tập bí kíp nè. Tình 1. Rồi. Sống này sẽ đi ra mảnh là thử cái đài bao nhiêu cấp nha nè. Rồi thành công chấm chấm. Tiếp tục mình sẽ làm bên quá tử. Mình bán cánh đai đầu rồi nè. Là quá tử rồi.
Rồi, đi ra mạnh luôn nha em ơi. Cố lên, cố lên. Mong sao ra skin 9x 3 cấp anh em ơi. Mong sao ra skin 9x 3 cấp anh em ơi. Anh em đang xem video đừng quên cho một like, chia sẻ, ủng hộ chơi anh em ơi. Nói chung lần này thì Khả đầu tư ở 6 cái mảnh này tương đương khoảng phổ, 6 phổ khoảng gần 12 kim, gần 85 viên thủy tinh. 85 viên thủy tinh thì trung bình khoảng 170 một viên. Thì 14 kim rưỡi nữa là chung, chưa tính phôi này nọ, 12 kim phổ với lại 14 kim rưỡi thủy tinh thì bay hết gần 26 kim rưỡi. 26 kim rưỡi mà bán đầu lắc nhất nữa, gần vị trí gần 2 triệu nào. Bán đầu lắc nhất những phẩm phôi này nọ nữa, tốn khoảng tầm 2 đến 2 kim hơn nữa, thì nói chung gần 2 triệu nha em ơi. Cái đa lưng này gần 2 triệu nha em. Nếu ra mắt thì thành công, còn ra min coi như lỗ nha em. Còn tầm trung thì coi như là vừa tiền. Ok, cánh mình mới mấy ngay. Bỏ vô nha em. 1 2 3 4 5 6. Ok chưa? 1 2 3 4 5 6. Fit. Ơi xa anh em ơi, thành công rồi mà không biết bao nhiêu cấp anh em ơi. Để xem thử hôm nay Khải còn nhỏ không nha anh em. Biết còn nhỏ không nha mọi người. Đồ mong sao 3 cấp 9x anh em ơi. Mong sao 3 cấp 9x anh em ơi. Mong sao 3 cấp 9x anh em ơi. Mấy cấp anh em? Mấy cấp anh em? Mình như 2 cấp rồi. Yeah yeah yeah, 3 cấp anh em à. 3 cấp anh em à. Trời ơi, tại vì mình đã nhìn là mình đã có 24 lên 27 là 3 cấp. Yeah baby. Ok, lần đầu tiên này quá thành công anh em à. 3 cấp 9x em ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bưởi. Yeah, oh yeah baby. Oh yeah baby. Ngon ngon ngon, lành cành đào. Không 30, không 3 cấp nữa là uổng phí của trời anh em à. Ngon quá, ngon quá. Trời ơi, bao nhiêu công sức của mình hôm qua đến giờ anh em à. Easy game. Trời ơi, quá ngon anh em ơi, quá ngon anh em ơi. Trời ơi, đồ quá đẹp, quá đẹp, quá xuất sắc anh em à. Quá ok, ok man luôn. Trời ơi, đã cái nưa quá anh em ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mong nhiêu đó không anh em à. Ai chà, lần đầu tiên mình đọc một cái đồ cả quá đẹp anh em ơi. Rớt nước mắt. Ôi trời ơi, mừng quá, mừng quá, mừng quá, mừng quá, mừng quá. Mừng quá anh em ơi. Tại video này Khả đang làm video chứ Khả không có like cho mọi người. Ây da, ây da, ây da. Hết nhỏ rồi, hết nhỏ rồi anh em ơi. Vứt chống phá lần ơi. Ây chà. Vứt lần. Ôi trời, lực tay 10 cả máy luôn. Chắc quá. Được, nó là được của nó. Ngon quá, ngon quá. Lô 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 lành ơi, gì đâu nét em kim. Ngon lành cành đào. Được, trời ơi. Mà mừng rớt cũng mất. Đây em ơi. À, hết 2 triệu. Hết 2 triệu à, mà có, ra có đây. Có một phổ của tôi, có một phổ của tôi các bạn. Ơi giờ ngon quá. Thơm không, thơm không? Thôi anh ơi, thôi anh ơi. Đây em ơi. À, cho lành ít lần bài bót vào đoạn ra nhặt được nè. Ngon lành, lành bữa giờ nó gửi phôi mình nhiều, cho nó một kim ủng hộ em lấy tinh thần. Đó. Ngon quá, ngon luôn. Hên quá, nói chung cảm ơn anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em trong ban hỗ trợ. Quá đẹp anh ơi. Rồi. Quá ngon, đẹp quá. Khải coi độ, Khải coi độ, Khải coi độ. Đồ ra đồ ai anh, đồ ai? Đồ em đó. Đồ em đó hả? Hồi nãy bỏ vô là em thấy số 3 rồi nhưng mà em không thấy cái ở đây. Ừ bỏ vô tao xem vào rồi. 27 là biết A3 luôn. Ngon quá, bao tay hơi bị mít chón em mua lại bao tay khác. Bao tay này không đủ chón nè, có 30 chón mang vào được cái 70 chón à, không đủ mất. Bao tay này thì bỏ đi. Ừ, không đủ mất. Đẹp lắm. Không đúng.
Rồi, đai lưng đẹp quá. Mình lên đai lưng đẹp quá. Bữa nào rảnh hết. Rồi bao tay rẻ không biết. Nhìn bao tay rẻ không biết. À, khăn băng chón trúng độc. Ngon ngon ngon. Đã cái nư liền. Cái bao tay ba cách người ngon. Ừ. Donut đi, donut đi. Ngon lành cành đào. Donut, donut. Donut. Nè thấy không? Nói chung là Khải mong sao là Thiên Hạo cậu 3 cấp thôi là được rồi. Đây thêm một cái kia 2 cấp nữa. Ui trời, mừng. Hú dí á. Đủ ngay mi đủ luôn. Đủ ngay mi đủ luôn. Vậy mà không làm milligram đoán. Ờ, không làm mini đoán. Ngồi đoán ở ngoài đúng luôn. Đúng rồi, đúng luôn á. Đi ngay mi 33 nữa, đặng luôn. Đặng 120 33, 80 80 dưới này 120 đúng rồi, đúng 120 làm chậm. Nếu đi dưới ngay mi. Ôi, đại lưng này vừa đặng luôn, hợp lý nha. Đẹp quá. Tại vì con nghe mi. Tại vì con nghe mi thanh âm nó 33 rồi. 33 thời gian làm chậm. Cộng thêm đai lưng này là 80. Cộng hơn nó là 120 làm chậm. Nếu mà đi dưới nghe mi. Mà hiệu ứng chón vào tay hơi cùi đây. Đang định em mua tay nào chung, đẹp hơn chung, em tưởng chúng như chúng số luôn. Chúng như chúng số luôn rồi. Tính ra lúc tính ra bỏ 2 triệu mà hơn nó ra mát thì giờ có bán là 3 triệu, 4 triệu vẫn lời mà. Nói chung là đổi sai. Bán 4 triệu anh đúng rồi. Anh xúc ngay. Không không, em đổi sai. Em mà cố gắng ra được hàng mát là đợi sẽ anh xài không cho em bán. À, ngon. Ngon quá. Làm bao tay luôn. Làm bao tay. Bao tay này như mở ra mà ép vô khổ em. Bao tay này mở mở rương đem ca nó ra mà. Quên mở rương hồi dệt rương dệt tạo quên lúa nó ra mà. Dạ hết rồi, dạ không không lộn, cái rương sang bót nó ra mà. Đó, vậy gì. Ừ, nó cũng dở gì đúng không. Nó coi là ép rẻ thì ép lại, cái bao tay này phèn quá. Bao tay này yếu quá. Hôm bữa anh lừa có một cái bốn mấy, ô ba sang lấy mất rồi anh đúng không. Đâu phải. Rồi, quá đẹp còn rồi. Trong rương á, còn trong rương á. Ờ, có một cái bốn mấy mà anh lừa. Đâu, có, lúa có đâu, được rồi. Bốn mấy á, bốn mấy gì á. Đâu kiểm tra thử lúa, coi thử có không. Bố thằng nào bảo nhỏ bước ra đây. Đâu lúa bao tay nào bông máy nào em kiểm tra thử lúa có mua luôn. Để anh lóc vô, Ok. Rồi ok anh em ơi, quá ngon anh em ơi. Trời ơi. Quá thiệt, chắc quá, có đồ lại nè. Quá đẹp luôn. Khó. Giờ là đồ là khó, có vẻ là khó thành công này mà. Khó. Rồi, còn bao tay thử tay. Lóc đi anh. À, nói chung bao tay này là hôm trước nhạn cũng mở ra một cái nhưng mà hiệu ứng chón cái 37 em không mua. 37 thì không đủ. Sao anh? Anh có cái áo được cái 50 luôn. Đâu, 47 hay 49 thì 50 gì? 50 luôn đàng hoàng. Đâu, bó lên xem nào. Bó lên xem nào. Từ, để. Bó lên xem nào. Giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Anh em hỏi tớ là không thấy đâu hết. Không, quá. Đồ ăn kia thì có đúng một ăn nữa à, nên nhớ được. Còn khổ bữa nó chiều quá, không biết đâu. Đâu, ha, hôm nay đúng thành công quá nè mày. Lực lượng quá đẹp. Quá thành công rồi. Đồ nát cho thằng đi kiếm phôi đi. Quá thành công rồi nè. Hôm trước cũng ba tay xương tinh rồi. Ba tay xương tinh 223 322 là đẹp nữa. Ba tay xương tinh ép cũng hơn 2 triệu 2 triệu, 2 triệu mấy chứ. Kiều chỉ nít được 3 cấp đó, tính sao. Đúng rồi, cứ kiều nít 3 cấp là tính sao. Mấy kiều quan tâm. Ôi, xưa. Nói chung là rớt nước mắt. Quá đẹp. Mà rớt nước mắt như vậy. Rớt nước mắt anh ơi. Em ép, em gọi Khải nhỏ là hiểu rồi. Mà nó ra cái đó gọi là rớt nước mắt anh. Nhân phẩm hôm nay nó khác một trời một vực á anh. Em nhỏ rồi, nó mà ra 1-1 thì đái tất quần. Ra 1-1 là coi như mất tiền thôi. Tại vì bán lại không được 1 triệu. Như thằng Oppa gì. Thằng gì nó đang bán cái 1-1 đó. Nó bán 15 kim, 17 kim bữa giờ nó ra cả tháng này ai đâu mua. Tại vì min quá ngoài mua. Nó bán 1 triệu đó. Rồi còn chiều gì đó. Thấy ơi, nhưng cái bao tay đó thì ai mua. Ờ, ai mua rồi đúng không? Em thấy Oppa đeo mà, Oppa là xúc mẻ. Oppa mua rồi. 7 cả vạn nó chẳng xúc vội. 7 cả vạn tầm 5-7 kim là cũng được. Oppa xúc đúng rồi. Còn cái áo 7 cả vạn thì là con chưa đến 5 kim. Đúng rồi. Cái áo đẹp trái của anh được nhưng mà còn 8 được. Đó, up lên bao nó đẹp không? Số thế giới. Em thì em là không cần rồi. 1-1 rồi, hơi nhỏ quá. Quá. Không gì. Đỡ đó ha. Đưa vạch áo thì tăng bao nhiêu được tay luôn. Ở đâu? Mới lóc vô. Đây, cái áo này chắc tăng được 100 được tay. Thử coi thử bao nhiêu được tay.
Giờ em đang mang áo 50-30 này đẹp quá, em không muốn thay. Áo 50 vẫn đẹp. Anh ở đâu để mang thử coi. Em có áo 50 à? Áo 50 đồng cừu, em đó không thủ mà. À đồng cừu à. Chứ nói chung là lấy chủ yếu cái áo định khái á là cố gắng 2-3 hoặc là cái gì đó 3-3 để tăng thêm lực tây thôi, chứ tại vì cái áo nó không quan trọng. Quan trọng nhất là phục hồi với lại cái lực tây, mà anh được cái phục hồi thôi. Lực tây đơn coi thử test lực tây khỏe không, lên được bao nhiêu đam. Còn 100 lực tây thôi. Ừ, còn cái áo em thì 50-30 phần thủ nó vẫn chắc chứ, vẫn chắc mà. Muốn bán hàng mà gặp chung thôi chắc chiều. Không, nói đúng mà anh. Đây anh này. Chê quá. Đâu em mặc thử, em test thử cho anh coi. Rồi. Bao nhiêu lực tây lên đây. 1-1 đồ, 2-2 thì cũng tầm trung trung, 1-1 này min quá. Bởi vậy nó min. Không banh cũng min nữa chứ. Nói chung áo này min hết, được mình phục hồi. Để em coi. Nó như kiểu cái áo xương tinh với cái áo năng nhạc cập phòng. Nó tăng được một 180 lực tây, 180 lực tây. 180 lực tây. Tăng được 180 lực tây mà phòng thủ em mất 75+2, phí quá, phí quá. Này anh em xem live này. 75+2 sướng không? Em mặc kiểu này dạng như em đi sói nữa. Em phải trâu. Em đi trâu, em 75+2 đúng không? Đào bây giờ này, ra test cho anh em xem. Nói chung là mặc áo kia vào phí quá, mất đi 30 phòng thủ á. Hiện tại khá đẹp rồi, khá bóp ra anh em xem. Này bóp lên em. Nhưng mà thôi khỏi bóp đi, test khỏi bóp cho nó chắc. Đây. Hiện tại bằng áo đồng cừu thì 30 phòng thủ lý. Thì số vẫn như nhau mà. À, thì đâu, cái này kháng banh còn cái kia kháng ba kháng phục hồi phòng thủ mà. Ờ. Nó khác cái kháng, còn lực tay nó tăng thêm nó như nhau. Thì lực tay nó tăng có 180. Nói chung là cái áo này á thì Khải quyết định do Khải mang áo này là vì đẹp chỗ phục hồi với lại phòng thủ. Kèm với cái chỗ là Khải đi sói cầm sói nữa nên là phòng thủ cực kỳ cao thì Khải mới trâu được. Còn cái kháng banh có thêm nhiều kháng banh Khải còn chết à. Đó. Giờ kháng banh đang là 75+1, phòng thủ 75+2 giờ mang vô này, còn mất phòng thủ này. Mất 75+2 luôn, còn 75 thôi sao mà đánh, thấy chưa? Sao mang được? Gặp em không mang. Em mang áo kia ngon, thấy chưa? Mất đi 75+2 của em này. Này, 75+2 này cực kỳ khỏe luôn. Đó, thấy chưa? Đây lưu ơi, em nhận này. Nói chung là anh em nào đi hướng cái băng đồng cừu thì mua này mang tạm cũng được. Quên mua cái áo định khái mang tạm cũng được. Áo này thì không được đẹp lắm. Đây anh ơi. Đây đây. Có ai chờ. Bán đâu mà mua. Đúng rồi. Áo này không được đẹp lắm. Anh dị giấu. Mang vô thì tăng được 180 lực tây. Nói chung áo này anh bán là được cái dòng phục hồi. Thì anh bán bèo lắm cũng được 7-10 kim tùy anh bán. Từ ngày Dương 4K nó ra đồ Định Quốc là anh ấy dập cất cái shop này đi rồi. Đúng rồi. Anh chết cha đại sư anh. Chặng đường à? Ok rồi đấy. Còn em thì em vẫn hướng những phần thủ hơn. Phần thủ để em cầm sói cho nó trâu. Nhiệt đồ 77 đúng không? Rồi ok rồi đó. Rồi em sẽ nghiên cứu cái bao tay nữa. Bao tay nữa, 40 chón, nói chung kháng banh không quan trọng. Tại vì gặp Nga My cũng chết à. Nên là kháng banh không quan trọng. Quan trọng là cái chón này đánh tống kim này, đủ móc chón này. Này chón 30. Thấp quá. Có 70 chón này, thấp quá. Làm chậm này. Làm chậm đang được 80-87. Ok rồi. Rồi, dạ thôi. Sẽ đồ đơn giản rồi. Trời. Ok em ơi. Ok con xoay. Rồi, anh em chơi nha, em công việc tới nha anh em. Ok anh em nha, bây giờ thì Khải xin phép vào video nha anh em ơi. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi.